Tất cả anh em nha, hôm nay em lên lưu gọn anh em 10 con. Lô hôm nay chữ N ha. Thì cũng như hủ tục như thường lại thì trước khi vào xem clip thì anh em bấm đăng ký kênh. Xong anh em thả lại giùm em một cái dấu like. Đó, rồi kế bên cái nút đăng ký thì có cái chuông đó, anh em có cái chuông để nhận được cái thông báo sớm nhất khi mà em lên clip ha. Thì thủ tục anh em chốt máy cũng đơn giản thôi. Thích con nào thì chốt con đó. Đó, em đâu có ép được đâu. Rồi con nào thì anh em gọi trực tiếp hoặc các bạn Zalo qua số điện thoại là 0917414042. Đó thì cái số điện thoại đó của em cũng như Zalo luôn ha. Còn không thì anh em có thể để lại dưới cái phần bình luận. Con N3. Ví dụ như con này là N3 thì anh em để là chốt N3 kèm theo số điện thoại của anh em ha. Thì cái giá hôm nay cũng như cái giá trên máy cũng như bình thường đó là em tặng kèm 5 món: lưỡi, dây đeo, tiếp tháo bugi, ổ phát cước và cái lục giác là 5 món tặng kèm. Và bao ship tới nhà. Ví dụ như con là 3 là 1.6 nè. Đó thì tới nhà 1.6. Tặng kèm 5 món luôn, dở ra có kiểm tra máy chạy thử, đổ xăng khoan nhớt cho chạy thử. Hai thì xăng khoan nhớt ha. Con này 4 thì nè, xăng ghi nhất riêng. Đó thử máy ok hết thì thanh toán 1.6 là đủ luôn. Đó. Rồi thì cũng như thường lại thì em test con nào, em giật con nào thì em sẽ nói chi tiết con đó luôn ha. Con anh là 1, con này con Tanaka 27 nha anh em. Con này nồng 34 ly ha, 27cc nha. Con này cực kỳ nồng bê tông, hơi bị to hơn bình thường ha. Thường thì 34 ly 26cc à. Con này 34 ly mà nó 27cc ha. Bình xăng trắng tinh luôn. Chế hai kim luôn anh em. Thì chế hai kim là sao? Chế hai kim là một kim chính xăng, một kim chính gió. Đó thì cái phần nhiên liệu nó sẽ giảm hơn chút xíu ha. Thì bởi vì nhiều khi cái chế hai kim nó sẽ mắc hơn cái chế một kim lại chỗ đó ha anh em. Với lại hai kim nó sẽ nhảy nổ hơn ha. Bugi đứng nha. Cái chân bao giờ xăng lớn nè, anh em thấy cái hỏng không? Đó. Tâm ghề, tâm nhôm nha. Thì cái tâm này nên nó sẽ thuốc được nè. Cái con này ngoài con này riêng con này ra thì anh em có thể độ xe cũng được ha. Đó, còn anh em nào muốn chế mà mạnh hơn xíu nó chơi bằng chạy xuồng luôn. Bóp xe đạp. Đầu bộ ghi luôn ha. Đó. Rồi anh N1 Tanaka nồng 34 ly ha, 27cc, tâm ghề tâm nhôm chế hai kim nha. Một giá 1.4 triệu. N2 Echo 250. N2 Echo 250 ha anh em, nồng 32 ly, 25cc. Con này nổi cái tiếng mà anh em giật hơi, anh em nghe có thấy phê rồi. Giật hơi là cái nơi đính. Còn cái tiếng máy khỏi chơi luôn. Hơi quá gắt luôn ha anh em, nghe tiếng phơi giả màn. Còn cái tiếng máy nổ thôi khỏi chơi luôn. Còn cái này cái le thì anh em để ý ha, le anh em kéo lên. Đó, kéo cái này lên nè. Chạy rồi đẩy đè xuống. Đó. Con này cái tum này là nó tum liền. Ô tum gầy ha anh em, nhưng mà gầy theo kiểu của nó nha. Không có đâu thì thuốc được ha. Tum liền, tum nhơ, tum gầy, tum nhơ. Chắc con gin đầu bộ gin luôn ha. Con này nghe cái tiếng thôi thấy phê giả màng ha anh em, cực kỳ khỏe luôn. Đó, nhiều anh hôm bữa em có lên ít cây đó thì con cây đó thì anh em cũng nghe cái tiếng này hết đó. Thì cũng có dạ anh chốt đó, nhưng mà có anh chốt trước chốt sau thì mấy anh chốt trước thường là mấy anh bật chuông. Đó thì mấy anh nghe trước, mấy anh bật chơi thôi chốt trước luôn. Đó thì bây giờ anh em nào có coi được cái clip này mà hôm bữa có chốt một hộp đó thì có coi thì được ưng thì hốt luôn ha. Rồi N2 Echo 250 nồng 32 ly, 25cc ha. Dẫu giá 1.4 triệu. N3 N3 là con TL23 ha anh em, nồng 32 ly, 23cc. Con này có trợ lực ha. Dây trắng tinh luôn. Quá trắng luôn. Bình xăng khỏi chê luôn. Bóng hới luôn ha. Chế hai kim zin luôn nha. Đó, phía sau đó có thêm một cái nhớt bổ trợ nè. Giống như là mấy cái chiếc xe mà mấy thằng mà cái phượt bình thường thì nó không có cái đồ để bôi trơn anh em. Em thấy nó có gắn thêm cái cục gì đó, cái cục giống như là cái cục để bôi trơn cái phượt rồi cho nó nhúng hơn anh em. Đó thì con máy này cũng giống như vậy đó. Thì nó có thêm cái bộ che nhớt phía sau lưng nè. Đó thì cái xăng này anh em cứ xăng là xăng qua nhớt, một lít xăng là 40cc nhớt á.
Còn đây anh em đổ thêm một miếng để đổ nhất đây bình đây nè. Đó thì nó sẽ cái phần máy nó sẽ chạy nó mướt hơn mà nó sẽ bền bỉ hơn nữa ha. Tum gờ tum nhôm nha. Ga giữ. Lắp zin luôn. Còn tem luôn ha, đồng bộ zin. Đó, con máy thì nó có cái bình này thêm nữa thì cái phần máy mình nó chạy nó sẽ mướt hơn. Đảm bảo được cái độ bền của máy hơn ha, bê tông mình sẽ chạy được bền hơn. Nếu mà anh em cứ pha theo tỷ lệ là 1 lít xăng 40cc nhớt và đổ phía sau đó thêm một miếng nhớt nữa. Đó thì máy mình sẽ chạy cực kỳ bền luôn ha. Này đẹp giá mang luôn. Tum gờ tum nhôm luôn ha, công tắc đây luôn. Mitsubishi ha anh em, TL23. Rồi, N3 1.6. N4 máy 4 thì. Rồi, xăng riêng, nhớt riêng, đó. Chế zin. Tum liền tum nhựa ha. Đây, Makita. Bóp xe đạp luôn ha. Công tắc trên di động luôn nha anh em. Đây, đáp. Còn tem đầy đủ. Chắn co zin double zin nha. Rồi, N4 Makita 4 thì, nòng 35 ly, 26cc ha. Tích nhựa thì con này cỡ 11 nha anh em. Đó, xăng riêng nhớt riêng ha. Giá 1.7 triệu. N5 Magu. Con này Magu có trợ lực nha anh em ha. Nòng 34 ly 26cc. Con này cũng chạy chế hai kim zin luôn nha. Bởi vì anh em giật là thấy nó nhảy nổ đó. Tum gờ tum nhôm nè. Đắp zin luôn. Còn thông số luôn ha, đầu bộ zin. Đó mấy con này thì mấy anh em kiếm mà máy mà vừa để xịt thuốc được nè, vừa mà phụ tùng dễ kiếm thay thế đó thì chỉ có dòng Magu này là dễ xài thôi ha. Giá cả lại bình dân nữa. Đó. Rồi N5 Magu 26 chụp việc trợ lực chơi thèo ha, tum gờ tum nhôm chế hai kim chế nhảy nổ ha, giá 1.9 triệu. N6 Mitsu. Rồi, Mitsu này con TB 26 ha anh em. Nòng 34 ly, 26cc. Bình xăng trắng tinh luôn ha. Chế hai kim zin nữa nè. Này chế hai kim hơi bị nhiều luôn ha. Tum gờ tum nhôm. Đây, lắp còn tem luôn. Double zin ha. Đây. TB 26 ha. Còn thông số đầy đủ luôn. Rồi, N6 Mitsubishi TB 26 ha, nòng 34 ly, 26cc, tum gờ tum nhôm chế hai kim ha, giá 2 triệu. N7. N7 là con Gobin cánh bướm ha, NB03, nòng 36 ly, 30cc. Con này thì chạy khỏi chơi rồi ha, quá khỏe luôn. Tum gờ tum nhôm nha. Đó, đây cái chỗ móc dây đeo đây ha. Thì con này là cỡ như mấy con này thì anh em xới đất được nè. Đắp xây luôn ha. Xới đất xới cỏ là được luôn anh em, khỏe. Là bộ gin luôn. Anh em có thể gắn thổ lá luôn ha. Kiểu như mấy anh mà ở Đồng Nai này kia rồi Đông An này kia mà có cái vườn cao su hay là vườn này kia đó thì mấy anh thường hay thổi lá đó, thì mấy con này là thổi bao phê luôn. Đó. Rồi, N7 Gobin 30 NB03, nòng 36 ly ha, 30cc. Giá 2 triệu, tum gờ tum nhôm ha. N8 cũng là con Gobin NB30 luôn ha. Hơi cực kỳ gắt luôn ha anh em, máy là vậy khỏe nữa. Thì con này cũng giống như con N7 đó,
nhưng mà nó mắc hơn 200.000 là ở chỗ là cái con này cái nó đẹp hơn ha anh em, đẹp hơn con N7 nó. Thì anh em nào hết vừa hết máy khỏe và vừa hết máy đẹp đó thì con này thì anh em thêm 200.000 thì nó sẽ nhín hơn xíu 200.000 nhưng mà nó đẹp ha. Còn con này anh em chú ý là chú ý về trong thôi, còn cái bề ngoài anh em không đi thì hốt con này 2 triệu nó sẽ rẻ được 200.000, thì đó tùy theo nhu cầu của anh em ha. Còn mà anh em nào chốt con nào mà con kia bị chốt rồi còn con khác đó thì anh em lấy con đó luôn, bình xăng trên mà bao khỏe luôn ha, cũng tôm ghề tôm nhôm luôn đó. Ông lắp thì cũng lắp 28, anh em cũng phải gắn xe đất nè, xe cỏ nè, còn không thì anh em cũng có thể gắn cái đồ cái quạt này thở lá cũng được nữa ha. Rồi N8 NB30 nòng 36 ly ha, 30cc giá 2.2 triệu ha. N9 chính là con Mitsubishi tên là 33 hai nam nòng 36 ly ha, 33cc đó, chế cũng chế hai kim luôn, chế hai kim zin của nó luôn ha, tâm gầy tâm nhôm tâm lớn luôn nghe anh em. Đây tên là 33 ha, đầu bộ zin luôn đó. Con này thì chưa có ga tay ga, thì ví dụ như ga thì anh em chốt thì em sẽ gắn cho anh em cái ga bóp luôn ha, bóp zin luôn nha. Đó con máy ra to máy đẹp rồi, tâm gầy tâm nhôm mày thì em sẽ gắn cho anh em bóp zin luôn ha. Rồi N9 Mitsubishi tên là 33 ha, nòng 36 ly 33cc, tâm gầy tâm nhôm chế hai kim ha, giá 2.8 triệu. Cuối cùng là N10 ha. N10 là con một con Komatsu G3K hai anh em, bình xăng trên máy ba lô đó. Còn anh em nhiều anh thì có thể nói máy cần đó, con này tôm gầy tôm nhôm nha ha, thì mấy con này phù hợp cho mấy anh hay đi đồi đi núi nè. Còn mấy anh ở đồng bằng thì cũng thể mua, cũng có thể mua mấy con này cũng được, kiểu như đeo máy cần một bên đó thì anh em sẽ nó đau hơn là anh em đeo ba lô đó. Thì đa phần thì mấy anh kiếm mấy con này là do mấy anh quải, mấy anh sợ đau một bên đó thì quải mấy con này sẽ đỡ đau hơn ha. Đó. Chỉ có cái là cái lắp nó hơi cồng kềnh thôi. Đó, còn lại là con này là ưu điểm nhiều thứ hơn ha. Khỏe nè. Đó. Quải nó khỏe nè. Máy thì anh em nghe cái tiếng đó bao phê luôn ha. Một tay cầm. Ra ở đây ha. Double gin luôn. Tâm gầy tâm nhôm tâm lớn luôn ha. Genos Komatsu G3K. Nòng 36 ly. 33cc ha. Máy bao khỏe luôn. Giật nó lên. Ok. Rồi, anh Nam ơi, G3K Komatsu G3K ha, nòng 36 ly, 33cc, giá 1.9 triệu ha. Máy bình xăng trên, tâm gầy tâm nhôm. Thì hôm nay em lên lưu gọn cho anh em 10 con thôi. Thì ví dụ như ấy nếu mà kẹp thì em sẽ lên cho anh em một cái lô mới nữa ha, để ngày mốt đăng. Rồi chào tất cả anh em.